Ngày 25 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ 3 người tử vong dưới hố ga tại một trang trại chăn nuôi trên địa bàn ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc. Bước đầu xác định 3 người tử vong là DTT Thờ, 48 tuổi, anh NTR Thờ, 27 tuổi, con ruột bà Thờ và ông PV Thờ, 42 tuổi, anh họ của bà Thờ. Họ đều thường trú tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ sáng cùng ngày, bà Thờ đi tắt đèn trang trại nuôi heo của gia đình thì không thấy người anh họ đâu. Trong quá trình tìm kiếm thì thấy ánh đèn pin từ dưới hố hầm ga hắt lên. Nghi có sự chẳng lành, bà Thờ gọi chồng và con tới cứu, phát hiện ông PV Thờ đang ở dưới hố ga chứa nước thải phân heo, người con 27 tuổi lao xuống kéo lên thì bị ngạt khí, ngất xỉu. Người mẹ xuống cứu con cũng bị ngạt khí, thấy vợ con cùng người anh bị ngạt khí ga. Ông Việt, chồng nạn nhân đi xuống cứu nhưng do không chịu được khí ga trong hầm nồng nặc nên đành bất lực quay trở lên. Lúc này, cả 3 người đã bị lịm đi, khi cả 3 nạn nhân được đưa lên thì đã không qua khỏi. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.